Lúc đấy là em với người yêu cũ đang lục đục á. Em nói anh người yêu cũ là cứ đi, cứ đi mà anh không chịu. Sau đó em hỏi không cứ thì đi hỏi. Đi hỏi thì chừng nào 30 tuổi cứ cũng được. Đó, mà trong lúc đấy ông này ông mới nhảy vô, ông kêu nó không cứ thì em cứ, nó không hỏi thì em hỏi. Nó không hỏi thì em hỏi. Ai ngờ ông này ông em ừ một phát là ông làm tấn tấp luôn. Ông gọi điện thoại vô rồi mẹ ảnh á đi đi khám bệnh trong này nè. Xong rồi mới nói chuyện với mẹ em. Này là anh đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự á, nên mẹ nói là không, bây giờ nếu như hai con thương nhau á thì con về quê làm đi, mẹ sẽ gây dựng cái sự nghiệp cho con làm. Mình cũng dạ dạ vậy thôi chứ mình không nghĩ là mẹ anh nói có một nói ngày trước thì sao anh kêu em ơi mẹ kêu cây tới xây nhà xây quán cho em rồi. Em mình hậu âu lắm, mình kêu rồi gì đâu mà nhanh dữ, mình chỉ nghĩ mình nói vậy thôi chứ còn tiến tới nó có rất là nhiều bước. Mới đầu là một cái không hề có dự định cưới nhưng mà qua rất nhiều những cái sự cố sự việc xảy tới thế là cưới.